Lazada 11 tháng 11, một ngày sale to. Chơi là chạy, đắp là bay trên Traveloka. Mà cái này là không phải là phần thưởng mà là hình phạt. Tên mình. Là một sự dè buổi, dè biểu của anh em. Dè buổi. Một sự dè biểu của anh em để coi ai được sự dè biểu nha. Rồi. Ngồi bên hiên ngắm lá rơi nhìn nụ hoa. Dạ, và đây là sự dè điểm dành cho Dương Thế Chương. Mọi người chắc là mọi người cảm thấy rất là lạ lẫm đúng không? Running Man Việt Nam mùa 2 thì sẽ khác hơn, đó là bởi vì cả một vài ekip được trải nghiệm đến với hàng. Muốn chia sẻ với tất cả mọi người ngày hôm nay là cực kỳ vui luôn. Và cái thứ hai là hồi trước thì quay ở Việt Nam thì mỗi lần về thì sẽ được tắm rửa hưởng thụ, nhưng mà còn bây giờ là phải lo sắp vali rồi xong rồi sắp đồ lại đi quay như thế nào, lắc nhắc lắm. Tại vì đi qua hàng thì thường là Ngọc hay bị dị ứng da đó. Nhưng mọi người thấy nè, may làm sao mà Ngọc đặt được bảo bối yêu của Ngọc luôn. Ngọc cứ tưởng là giao không kịp á, tại cái lúc đi rất là gấp luôn, nhưng mà Lazada đã chuyển hàng rất là nhanh cho Ngọc, tiện lợi vô cùng luôn. Đây là những cái bảo bối của Ngọc. Đây là kem chống nắng nhưng mà lại dạng cushion, thì nó vừa make up vừa phải chống nắng cho mình luôn, đỡ tốn thời gian rất là nhiều luôn. Tại vì mọi người biết mà, Ngọc chạy một ngày ngoài đường. Còn cái này dạ bị mụn nhiều nữa. Và toner này là chuyên dành cho da mụn, mà Ngọc thì đây là giật mất ly thân của Ngọc rồi. Mà nói thì nói chứ cứ cần gì là đến với Lazada tiện lợi nhất luôn. Cảm ơn Lazada rất là nhiều. Còn bây giờ thì chắc là chưa lấy được viên đá nào nha, nhưng mà lấy được thương tích hơi nhiều. Cái này hôm bữa đứa bạn nó tặng cho, nó kêu là xài ok lắm. Test thử cái sản phẩm này mà tẩy cho bò chết của môi. Mai mốt mà môi mà cứ khô hoặc là cứ thỉnh thoảng cứ chăm như thế này thôi ha, để đây. Bây giờ thì đi ngủ thôi. Chung được nha. Được nha, dạo này ok á. Không, đâu. Cái bản nào fail như cái bản này ok. Được, hôm nay thấy bạn mình được, cái khách sạn cũng ổn á. Rồi, cho vô loca. Đó, các bạn thấy không? Đơn giản, đặt phòng khách sạn, thanh toán linh hoạt luôn. Bây giờ. Còn cái máy bay này thì sao? Máy bay này tôi đã nói rồi, đặt 24/7 luôn. Muốn đặt lúc nào cũng được hết trơn á. Mà đặt được hẹn được cái lịch đặt luôn nha. Dù là chú bay giờ nào đặt cái ngày đó được luôn. Em khoan cho hỏi, mình đặt vé cho các bạn rồi, mình đặt phòng khách sạn mọi người rồi, mọi người cứ nhận phòng, mọi người đều đủ hết rồi, ai sẽ người thanh toán cho mình ạ? Thôi biết mình về ngủ đi chứ, để cho bạn cái phòng này tuyệt vời mà. Về ngủ. Chúng ta chưa trò chuyện xong mà. Chúng tôi Trick Zone.